Hôm nay mình kết một cái chậu cây phát tài có dạng hình hồ lô các bạn. Đây là lần thứ ba mà mình phải gỡ cây ra rồi ta đan lại, làm nó không có được như cái ý của mình muốn bạn. Cái bình cây hồ lô thì nó cần có hai cái chỗ phình, một cái ở bên dưới thì nó to ra, còn cái chỗ phình bên trên thì nó nhỏ. Ở giữa nó cần có một cái eo thắt lại. Mà mình đan hai ba lần rồi nó chưa có ra như cái ý mình muốn, nên phải gỡ ra. Đan đan đi đan lại hai ba lần rồi mà chưa có được ra cái hình dạng nữa. Bắt đầu làm hồi hồi 6 giờ các bạn. Đi làm về cơm nước xong xuôi rồi bắt đầu vô bẻ mấy cái vòng tròn bằng dây chì để mình lên cái khung. Trong tưởng tượng thì mình nghĩ là nó ra được năm cái dòng dây chì bạn, mà khi mình kết vô á nó không có cái chỗ cái mấy cái cọng dây chì này nè, một cái chỗ to chỗ nhỏ mà mình xếp vô á đan nó không có ra được cái chỗ để có cái eo thắt ở giữa của bình cây, nên mình phải gỡ ra rồi bẻ dây chì lại. Nó lâu vậy đó, nó lâu. Hồi bắt đầu làm một cái kiểu chậu mới lúc nào nó cũng khó vậy các bạn. Kiểu như mình chưa có quen cái chưa có làm ra cái tưởng tượng được cái bình nó như thế nào á, nên khi mình bắt tay vô mình đan á, cái ý mình mà muốn như vậy mà mình khi mình kết ra nó không có được như ý các bạn. Nó ra cái sắn mà nó sắn gì đâu không, mà nó không có kiểu cái hồ lô. Ra phải gỡ đi gỡ lại làm riết tới hù tới ôm luôn bạn. Tới đan cái chậu này xong chắc cũng nửa đêm. Cái này hồi năm rồi á mình cũng có thử bắt tay vô làm một cái kiểu chậu hồ lô rồi, cũng gỡ ra bỏ mà. Kiểu tập làm á nó hao tan hao cây, hao cây vô cùng luôn. Mới có bẻ có 3 lần mà tốn hết coi 15 cây phát tài gãy rồi. Kiểu cái bề kiểu bình chậu hồ lô này thì nó cần cái cây nó mảnh rồi, cây nó ốm mà nó dài để mình sắn được cái chỗ phình nè. Chứ mà cái cây già chứ nó mập nó lùn đồ đó là đưa vô là nó mọt là nó không có cái đủ cái độ dài để mình sắn hai hai tầng. Hay là đưa vô nó già cây là nó làm cái rớp ngay chỗ cái eo liền. Mình phải lựa mua về một bó cây vậy chứ lựa ra được có đâu chắc phân nữa để làm được cái kiểu chậu này. Mà kiểu ham quá bạn. Ham sao nó cứ mình cứ muốn tạo được cái kiểu bình hồ lô này. Hồi nào cũng muốn làm hết trơn. Nay chưa có vô vụ đan cây nhiều á, rồi bắt tay vô mình làm lại để coi định dạng cái khung nó làm sao ra làm sao. Thì mình kết mấy cái dòng dây chì này nè, mình bẻ bẻ coi nó định hình trước. Khi mình quen rồi thì mình mới làm được nó nhanh, chứ hồi mới bắt đầu giống vậy nè, hồi nào mà cũng phải tháo ra buộc vô, tháo ra buộc vô làm 5 lần 7 lượt vậy bạn. Giờ phải tháo ra làm lại nữa nè, chứ nó sắn vậy đâu có ra hình dáng gì đâu, đâu có kiểu như hồ lô gì đâu, nó ra cái hình con rắn gì đâu. Không quắn qua quắn lại quắn qua quắn lại nãy giờ nội cái cây hư không à, cũng tiếc muốn chết này, tiếc quá là tiếc luôn. Mà nó kiểu mình mới làm cái kiểu mới thì phải chịu chấp nhận nó hư cây, kiểu làm thí nghiệm mà. Ở trên mạng có chỗ bên chỗ làng nghề anh ta có chụp một cái tấm hình làm một cái bình chậu cây hồ lô thiệt là đẹp luôn. Lên đó thấy có cái tấm hình không, kiếm quá thì kiếm luôn, không có ai chỉ cách làm hết trơn. Thì cái về làm thử cái dạng khung ra làm sao để nếu mà làm được thì mai mốt mình làm một cái kiểu bình hồ lô các bạn. Mình thích cái kiểu hồ lô này, thấy anh ta làm đẹp quá trời đẹp luôn nên mê.
Hồi buổi sáng đi làm là bắt đầu trong đầu nghĩ là về phải làm, bữa nay là tập làm lại cái dạng chậu. Mà làm này mình đang lần thứ năm mới ra được cái kiểu vậy nè các bạn. Mới đang có một lớp mà mình tốn cái một lớp cây là 17 cây phát tài các bạn. Lớp lớp 1 đầu tiên bên trong là 17 cây phát tài rồi. Nếu đan thêm một lớp nữa là 34 cây. Là không có tính cây gãy á nha, cây gãy là kiểu như mình làm chưa quen thì nó gãy đi. Nếu tính ra làm cái chậu này thì nó tốn nhiều cái cây hơn làm cái chậu lục bình vậy. Làm chậu lục bình mình làm nó không có gãy nhiều. Nó không có gãy nhiều tại nó uống có một cái tầng bụng thôi. Nó đâu có xoắn nhiều đâu, nó không có gãy. Còn cái chậu hồ lô này nó gãy gãy tiết đứt ruột luôn bạn. Gãy quá gãy luôn. Cây già vô cũng gãy, cây non vô cũng gãy. Nó hai cái tầng vậy nè, nên nó dễ gãy là đúng rồi. Giờ bắt đầu đan lại cái lớp thứ hai. Làm còn phải cả chục chậu vậy nó mới ra được cái như ý mình muốn bạn. Này cần phải cái eo nó thon lại nữa mới coi mới được. Cái eo thon thì cái dòng bên cái bụng dưới nó phải bự ra thì cái eo nó tự nó nhỏ lại. Lần sau mình rút kinh nghiệm mình bẻ cái dòng bên dưới á, dòng bên dòng bụng to dưới nó bự ra chừng 2 phân nữa là nó bắt đầu nó cái eo nó tự nó thu lại. Kệ hồi mới làm hồi nào nó cũng tốn cây vậy bạn. Cái mẫu mới nào mình cũng phải tốn thiệt nhiều cây vậy nó mới ra được cái hình mà mình muốn. Ý là cái hình mình muốn thôi nha, còn cái chuyện mà đẹp hay không là cái chuyện khác nữa. Cái này cũng tạm tạm, nhìn nhìn xa thì thấy cũng giống cái hồ lô phải. Mà nhìn gần thì cũng chưa có vừa ý tại không đủ cây bạn. Giờ nửa đêm rồi, đến lúc này là mình 11 giờ rưỡi hơn nữa bạn. Nhìn đồng hồ là 11 rưỡi hơn rồi mà kiểu hết cây rồi nên lấy móc vét đại cây to cây nhỏ gì kết vô hết cái tầng ngoài nè không có đều. Chuyến sau mình làm rút kinh nghiệm thì lựa cái chuẩn bị cái cây nhiều hơn để dự trù cho cái phần cái cây nó bị gãy. Cái này kiểu nửa đêm rồi thôi tạm chấp nhận vậy đi, rồi mời ban ngày mình bắt đầu mình biết cái cỡ khung rồi đó, bắt đầu kết lại cho nó vừa ý lại một chút. Chứ vậy là theo mình ý mình là chưa có được. Để bằng ngày rồi bắt đầu làm lại.